Xin chào mọi người, chào mọi người đã đến với kênh Tô Tranh của mình. Hôm nay cả nhà cùng mình tô bức tranh đấy là một cô gái khâu mắt như này nhé. Mời cả nhà cùng mình đón xem. Thank you.
vừa rồi mình vừa tô xong bức tranh một con búp bê thêu mắt thế này, cảm cả nhà đó xem video tranh của mình. Xin chào.